Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 10, lớp 8 chứ, lớp 8 các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết cái dấu chấm hỏi số 4 trang 98 nha các bạn. Dấu hỏi số 4 thì bước đầu tiên mình sẽ vẽ hình số 87 ra trước rồi mình sẽ trả lời từng câu. Các bạn nào muốn biết cái đề như thế nào thì các bạn có thể vào mục miêu tả để xem cái đề nha các bạn. Còn không thì vô sách giáo khoa trang 98 mà xem đề nha. Rồi, cái hình nó sẽ cho như thế này. Hai đường chéo A, D và C, B cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và đặt điểm của A, AM, MD, MC, MB bằng nhau. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, thì hình ABCD người ta hỏi hình ABCD là hình gì? Thì bước đầu tiên mình sẽ khẳng định trước nó là hình gì trước. Thì để khẳng định được thì các bạn phải hiểu được dấu hiệu nhận biết của những cái hình. Ví dụ như hình hành, hình chữ nhật, rồi mai mốt tới học tới hình thoi, rồi mai mốt tới hình vuông, đúng không ạ? Vì mình đang học ở chương trình là cái bài hình chữ nhật thì các bạn phải nhớ được hình bình hành và hình vuông, là hình chữ nhật nha các bạn. Rồi thì mình biết rằng AM bằng MG bằng MB bằng MC, vậy ta có điều gì ạ? Ta có điều gì? Ta có một điều rất đơn giản thôi, tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và hai đường chéo này bằng nhau nên suy ra nó là hình 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 gì ạ? Hình chữ nhật nghe chị. Được chưa? Xét tứ giác A, B, C, G ta có nè. A, M bằng M dạ, MD. Tiếp B, M bằng MC. Ok chưa? Vậy hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi mỗi đường thì suy ra hình này là hình gì ạ? Hình bình hành, gọi là dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường gọi là hình bình hành. Mà hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì suy ra nó là hình hình chữ nhật. Ok chưa? Vậy tất cả những cái bài tập ở đây mình chủ yếu dựa tận dụng những cái dấu hiệu nhận biết, các bạn phải học thuộc hoặc là các bạn phải giải bài tập nhiều các bạn mới biết được nha các bạn. Rồi, vậy là câu A đã chứng minh xong nha các bạn. Rồi, câu B thì mình sẽ người ta hỏi rằng tam giác ABC là tam giác gì? Thì tam giác ABC mình biết rằng là điều gì ạ? Điều gì ạ? Nó ABCD, ABCD là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì suy ra cái góc A nó phải bao nhiêu ạ? Bằng 90 độ, đó là định nghĩa hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có bốn bốn góc vuông. Vậy suy ra tam giác ABC mà có một góc vuông thì suy ra tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Ok chưa ạ? Tiếp theo đó là gì? Tam giác ABC có đường chung tuyến AM bằng ngửa căn huyền. Và ý nó là gì ạ? Có tam giác ABC có cạnh cạnh đường cạnh huyền bằng lọc đường chung tuyến bằng cạnh huyền chia hai thì suy ra tam giác đó là tam giác vuông. Họ phát biểu như thế đây. Được chưa? Đây gọi là phát biểu nghịch của cái bài số của cái bài chấm hỏi số 3 thôi chứ gì. Các bạn muốn biết bài chấm hỏi số 3 như thế nào thì các bạn theo dõi kênh của mình nha. Thì phát biểu sao? Cho một cái tam giác ABCD lọc ABC có đường đường trung tuyến bằng cạnh huyền chia hai thì suy ra là tam giác vuông vậy không? Đó là cái định lý được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn nào mà còn vướng mắc gì về bài tập đó, thì các bạn có thể comment mình sẽ trả lời lại sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.